Con ếch bự há ngoan luôn mọi người ơi. Quá đã mọi người. Đây. Ôi con ếch kìa. Ôi khiếp luôn mọi người. Con này khởi cầu qua bạn có luôn á. Ôi há đã con ếch luôn. Há ngoan luôn mọi người. Quá đã mọi người. Thôi coi cái rộng ếch của Quy nè. Trong này chắc cũng phải mười mấy con có đó. Ít cỡ này không nè, nó nằm mà bây giờ không còn chỗ bắt cho mọi người coi luôn nè. Quy chào mọi người nha. Thì hôm nay là chắc cũng chuyến cuối Quy đi nhấp ếch rồi đó mọi người ơi. Hôm nay nước nó rút nó cạn lồi đáy ra luôn rồi. Hôm nay nước trong ruộng ngày hôm nay nó rút ra rồi. Ngoài sông nè nó cũng cạn sát mé bờ luôn rồi mọi người ơi. Thì hôm nay Quy nhấp ếch cũng vẫn là mồi nhái ha mọi người ha. Đây Quy quay cho mọi người coi cá ông hoàng sau lưng Quy ở ngoài sông nè. Đó mọi người thấy không, nó cạn lòi ra bờ lòi đáy ra hết rồi. Cái này chừng một tuần nữa là nước trong ruộng nó cạn sạch ha mọi người ơi. Thì hôm nay có nhấp á, thì hôm nay hầu như mà nhấp được á thì cũng chỉ có ếch hang thôi. Nhưng mà ếch hang mà con nào con nấy là Quy nghĩ chắc nó cũng bự không à, chứ nó không có nhỏ đâu. Và mời mọi người theo dõi ha, mọi người xem video mà thấy hay á, mọi người nhớ cho Quy xin một like nha. Quy cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây mọi người, vẫn mồi nhái ha. Giờ Quy bỏ xuống có lùm ngay đây thử cái nữa. Dính này nè mọi người, con ếch này to mọi người ơi. Trời ơi con ếch kìa. Ôi khiếp luôn mọi người. Đây nè. Con này khởi cầu qua bạn có luôn á. Ôi há đã con ếch luôn. Ôi ôi. Ôi con ếch này ngọt nước luôn ha mọi người ơi. Quá cái đã mọi người. Con ếch nè. Trời. Quy tháo con ếch ra cái mọi người. Rồi nó ngậm nhái của Quy đây nè ha. Ồ, ếch tả ghê luôn mọi người. Đây, tháo ra cái này. Rồi. Ok. Quy mới bỏ xuống là Quy thử thôi á. Đây có con ếch ăn rồi mọi người. Con này to á mọi người ơi. Dính. Trời ơi, nó rút công cái cần luôn mọi người. Ôi. Ôi, con ếch này to lắm. Đó, mọi người nghe không? Trời ơi, dở không muốn nổi với nó luôn á. Lên con. Trời, cứng lắm mọi người ơi, nó lên được chút nó tuột lại rồi. Đây nè. Trời ơi, nó nằm ở dưới này nè, con ếch này bự lắm. Đây, để Quy xuống, Quy dở ra cho mọi người coi cái, Quy dạch cây ra, nó nằm dưới á. Đây nè, cái cụ tuốt ở dưới này. Cây cậu nó còn xào dây dưới đó mọi người. Ôi. Mọi người coi cái lùm mà cái lùm nó rậm dã man luôn á. Bây giờ không biết cái con ếch nó nằm ở đâu luôn á, để gần cái ổng dây thôi mọi người ơi. Đây nè con ếch lớn lắm. Ây da, trời sách lên mà nó kịch luôn á. Đây, để Quy tắt cái máy, Quy gỡ con ếch rồi Quy quay tiếp cho mọi người coi nha. Con ếch lớn giả man luôn. Con này cậu phải 4 lạng có luôn á. 4-5 lạng có luôn. Con ếch nè. Trời ơi, khủng khiếp luôn. Trời ơi, quá đã mọi người ơi. Con ếch nè. Trời ơi, nó bự. Mọi người giả mang luôn mọi người. Ôi quá đã mọi người ha. Con ếch khủng khiếp luôn. Con này phải 4-5 lạng có luôn á. Ở đây nó có cái lùm cỏ ngon quá đây nè mọi người. Đây ở đây thử cái mấy cái lùm này ếch nó ưa núp lắm.
nó mà lọt xuống được dưới đáy và ngon lắm. Đó 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 đó, ăn rồi đó mọi người, nhảy ra ăn rồi đó. Dính dính dính, con này to lắm mọi người ơi. Lên lên. Con này to lắm mọi người. Đây nè. Để quay xuống quay gỡ cho mọi người coi, nó nằm dưới ngay đây nè. Đây nè mọi người. Nè nè, quy giật nó lên được tới trên trên mặt luôn rồi. Con này nó thấy cầu có 2-3 bạn ăn có luôn á. Đó. Đây nè. Đó, mọi người thấy không? Nó nằm nguyên cục đen thui đây nè. Nè, đây nè. Nè, đó. Ha. Con ếch nè. Ấy da. Dạ. Trời ơi. Quá đã luôn mọi người ơi. Đây nè. Rồi. Con ếch nè. Trời ơi. Nó mạnh. Nó cán luôn mọi người. Rồi mình tháo con ếch ra trước cái đã. Nó uống một nồi dây đây nè. Này. Này. Thấy không? Trời cứng quá. Rồi rồi. Đây da. Ào ngất. Rồi rồi. Mập rút luôn ha mọi người ha. Quá đã luôn trời. Rồi. Con ếch rồi mọi người. Nãy hai con gần bà hơn 3 bạn luôn á, liên tục luôn á mọi người. À, quá đã mọi người ơi. Không hết. Đây mọi người, quý mới câu được chừng có khoảng 20 phút đó mọi người. Quý bắt được 3 con chà bá lửa luôn nè mọi người. Con nào cũng lớn quá trời lớn luôn ha mọi người ha. Ở trong vỏ quý còn khoảng 5-6 con cũng gòn 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 mà tự vì quý không có cầm ra hết cho mọi người coi. Chút nữa quý bỏ vỏ rồi quý quay tiếp cho mọi người coi ha. Đó, quá trời ếch bự 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 bự, bự không. Đó mọi người thấy không, mấy con ếch đó nó nằm ác nghiệt lắm, nó nằm xuống mấy cái lùm thuốc ở dưới đáy á, nó trong này nó nhảy lên nó ăn mà giật hụt một cái và mình dướng liền đó như Quy nè. Hai mọi người thấy không, Quy giật hụt một cái và nó dướng một nồi cỏ rồi nè, phải lội xuống gỡ mọi người. Câu cái này nó hơi bị cực một tí. Nhái à mọi người ha. Đó. Rồi giờ Quy bỏ xuống đây thử cái cho mọi người. Đây nó có cái lùm đẹp quá mọi người. Đây, bỏ xuống đây thử coi. Này mà không có ếch là nó lùm liền luôn á. Lùm đẹp quá mà. Trời trời trời, ăn liền luôn, mới nói mọi người nè. Dính 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 dính, con này to. Đây, trời ơi, thấy không? Thấy lùm đẹp quá mà mọi người. Ôi, quá đã mọi người. Ngon lành. Ếch trọng 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 ở cỡ này nè mọi người ơi, nãy giờ quy giật mười mấy 20 con luôn rồi đó. Quá trời luôn. Con này chắc cũng hơn loạn có đó. Rồi, để quy tháo qua quy bỏ ông vỏ rồi quy câu tiếp ha. Mọi người xem video mà thấy hay á, mọi người nhớ cho quy xin một like nha. Quy cảm ơn mọi người. Mà cho mọi người coi nè ha, nãy giờ quy nhấp chắc cũng phải tiếng rưỡi có rồi đó mọi người. Mày coi cái rộng ếch của quy nè, ếch hang không à mọi người, con nào con nấy thôi. 3 bạn có, 2 bạn mấy có, gần có con khoảng 4 bạn hơn có nữa mọi người coi nè. Nó nằm mà thấy đều muốn bích nguyên cái một cái vỏ của quy luôn mọi người ơi. Trong này chắc cũng phải mười mấy con có đó. Ếch cỡ này không nè, nó nằm mà bây giờ không còn chỗ lắc cho mọi người coi luôn nè. Trời ơi, con ếch bự không luôn hả mọi người ha. Để quy mở cái vỏ ra rồi quy quay tiếp cho mọi người coi nha. Mọi người coi nè, thấy không đó, mấy con lớn á nó bị đè, nó nằm ở dưới đáy á mọi người. Nó nằm bây giờ nó nằm kín đen cái vỏ của quy luôn nè. Đó, bây giờ quy nhấp bằng tiếng máy á mà mọi người coi nè. Nè, nó nằm kín luôn, đen luôn cái vỏ luôn. Bắt
cái vỏ bây giờ nó nặng quá sức đi mọi người. Vỏ nó nặng quá, quá trời trong đây luôn nè mọi người. Bây giờ quy bắt bỏ vô trước mọi người, nhiều lắm mọi người. Câu được tiếng mấy á. Đây mọi người coi mấy con ếch nè, mà mặt lúc luôn ha mọi người, thấy không, quá trời bự luôn. Đây nữa nè mọi người, nè con ếch này là bự nhất luôn nè mọi người ha. Quá trời con ếch ha, ếch hang á mọi người, bởi nó bự lắm. Đây nữa nè mọi người, ba con ếch lớn hả ta, còn nữa mọi người, nhiều lắm. Chút nữa quy câu tiếp nữa, giờ nãy giờ quy đeo cái vỏ nặng quá, quy chạy vô chỗ mát rồi quy bỏ ếch vô bóp, ếch lớn 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 không à. Rồi hết rồi mọi người ơi. Rồi giờ quy đi câu tiếp nữa. Ở đây nó có cái lồng đẹp quá. Đây. Trời ơi, trời ơi. Nghe nó nhảy một cái chùm tới luôn á. Dính dính dính, con này to lắm mọi người. Ở dưới tôi xuống gỡ cho mọi người coi, nó vừa dính mà nó vừa dướng dưới, nó quấn vòng dưới đó, nó dãy đùng 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 dưới kìa. Đây nè cho mọi người coi nè ha, coi cái lùm của nó nè đó, cái lùm nó bít luôn. Đây nè, ấy dạy nha, đây nè, nó dính mà nó quấn một nồi nồi cây dưới đây nè mọi người. Đây đây nè, đó nồi coi, đó là người theo. Trời 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 trời, con gì lớn lắm mọi người. Đây nè, đây nè, đây nè, con ếch bự há mang luôn mọi người ơi, quá đã mọi người. Đây ôi con ếch đã ghê không, con này phải nửa ký khó đó. Mập lúc luôn à. À quá đã mọi người ơi, con ếch ha à. Khủng long à. À ok ha mọi người, quá tê mọi người. Bây giờ bị tháo ra nha. Đó 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 đó, tới từ trên bờ nó nhảy một cái chùm xuống rồi mọi người, nghe không, con ếch này cũng khá đó. Rồi 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 rồi, dính dính. Nó tự trên bờ nó nhảy mọi người, nghe không, nó nhảy tự trên cây nhảy xuống một cái chùm, quá đã mọi người ơi. Rồi bỏ vỏ cái. Dính rồi mọi người. Con này cũng trọng lắm đó mọi người. Con này không có nhỏ đâu. Thấy không, tôi biết mà. Ôi, đã quá mọi người ơi. Rồi bảo là cái này mọi người. Ok. Đây bỏ vô cái vỏ. Vỏ quay cũng được mớ rồi nè mọi người.
người đi câu á, mọi người thấy mấy cái dãy ba muốn vậy nè, mọi người bỏ cứ cặp sát bờ á, mấy con ếch nó khoái mát lắm. Giờ chưa nắng rồi con ếch nó ưa nằm mấy cái lá trên ba muốn rồi nè, nó nằm trên mấy bờ, nó núp dưới lá ba muốn á, xong rồi nó nhảy xuống nước nó ăn. Ăn luôn rồi nè mọi người. Dính, đó. Đây nè, con này to mọi người ơi. Nó dướng nữa, nó dính mà nó dướng một nồi không muốn. Dướng nữa. Đó. Thấy không, tôi nói mà đâu có sai đâu. Nghi lắm mà có. Nó ưa nằm trên rau muống á. Quá đã mọi người ơi. Thôi, tháo ra một cái. Rồi nãy bỏ ở đây là mình giờ mình cứ bỏ dài mỗi chỗ mình nhích lên chút mọi người, cứ cách nhau khoảng 1 mét á, 1 mét 2 mét gì đó tùy, mình coi chỗ nào nó rậm á thì mình bỏ vô. Nó ăn luôn nè mọi người, thấy không? Đó nè mọi người nhìn cái đó cân dính rồi nè, đó đã ra mọi người đó, cứ cách nhau 1 mét vậy đó. Nước cạn chứ vẫn còn ếch nha mọi người. Rồi, mình tháo ra một cái. Dính. Chạy hả mày? Quá đã mọi người ơi, con ếch. Mập rút luôn ha mọi người ha. Quá ngon. Giờ đây nó có một con ếch nàng mọi người. Đó. Quá đã mọi người. Giờ này cuối nước rồi, giờ này đi mót không á mọi người. Rồi, bỏ xuống xác trong này một cái rồi. Rồi, này dướng này trên bờ rồi. Đó, nó trên nó nhảy xuống rồi mọi người. Ăn luôn. Dính này nè mọi người. Thấy không? Rồi giờ này bắt đầu ếch nó chịu ăn giật đá tay thiệt ta. Ăn liên tục luôn rồi mọi người. Nè. Ếch bây giờ mập không? Quá đã mọi người. Trời, nó ăn luôn rồi mọi người. Mới vừa bỏ xuống chưa kịp gì luôn. Đó. Trời ơi, nó nằm ở đâu sẵn luôn rồi đó mọi người. Mới vừa bỏ xuống rồi nó nhảy vậy. Nó làm một cái kịch luôn. Chưa kịp gì luôn á. Ha. Đây nè. Rồi, quá đã luôn trời.